Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp hội viên phụ nữ nghèo an cư làm nghiệp, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Tân Lạc đã tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các cấp các ngành và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chiều ngày 4 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho hội viên phụ nữ Bùi Thị Thư ở xóm Đồi Bưng, xã Đông Lai. Hội viên Bùi Thị Thư là hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở bản thân bệnh tật ốm đau quanh năm, thu nhập không ổn định. Chia sẻ với vất vả của hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Lai đã đề xuất hội cấp trên hỗ trợ gia đình xây nhà mái ấm tình thương. Sau một thời gian khẩn trương thi công, ngôi cô nhà mới có diện tích 30 m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng trị giá trên 40 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc hỗ trợ 15 triệu đồng và vận động các ban ngành, đoàn thể trong xã và sự giúp đỡ của họ hàng và hội viên trong ngoài xóm. Tại buổi bàn giao cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong xã và xóm tiếp tục dành tặng gia đình những món quà ý nghĩa giúp gia đình an cư vươn lên lao động sản xuất phát triển kinh tế xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc